Kính thưa quý vị và các bạn, và hiện tại là Quỳnh Đông đang ngồi với em Canh, đang nghỉ tại quán rau biển nha quý vị. Cũng được sự giúp đỡ của anh Tý vừa rồi, nên em Canh ở lại để dự sức một hai hôm để sau này có chuyến hành trình tốt đẹp hơn. Trước mắt là cảm ơn anh Tý chủ quán rau biển đã giúp đỡ em Canh, và vừa rồi cũng giới thiệu với quý vị và các bạn mới mua cái mic câu chết quay video nhưng mà máy mic vừa rồi nó ồn quá, ồn quay mà ồn quá, nên vừa rồi mới mua cái mic mới để quay cho chất lượng nó tốt tốt hơn chút. Quay giữa ồn ào mà không nghe tiếng được mình nói thì quay con mẹ gì mất công quý vị. Hello cả nhà, kênh lang thang, chào cả nhà nha. Hôm nay kênh lang thang đã lang thang đến quán rong biển rồi cả nhà. Hiện tại kênh và anh Đông đang có mặt tại quán rong biển chân đèo cả nha cả nhà. Kênh trình kênh đi á thì cũng gặp anh Đông và anh Tý, thì hôm nay kênh đang ở lại nhà tại quán rong biển nhà anh Tý tá túc qua đêm, cũng như nghỉ lại đây vài ba hôm để hồi lại sức khỏe, sau đó thì tiếp tục cái hành trình cả nhà. Qua video thì anh cũng xin cảm ơn anh Tý đã hỗ trợ anh ở nghỉ ngơi cũng như ở lại để mà tiếp sức cái hành trình của anh. Cảm ơn anh Tý và gia đình rất là nhiều. Hồi sáng giờ ngủ cái này thấy thoải mái không? Ngủ ở đây thì khá là thoải mái và không gian ở đây khá là thoáng mát cả nhà. Sau những cái hành trình canh đi mệt mỏi như vậy thì để mà ban đêm tìm được một cái giấc ngủ thật là sâu thì nó khá là khó luôn cả nhà. Và dọc đường mà canh kiếm được những cái chỗ nghỉ ngơi tá túc giống như quán anh Tý thế này thì đó là một cái điều rất là khó khăn luôn. Mà nhờ của anh Tý thì đã hỗ trợ như vậy thì canh có những cái giấc ngủ sâu hơn và cái sức hồi phục nó nhanh hơn cả nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, và hiện tại là hai anh em đang ngồi quán rong biển để uống nước tâm sự cho vui nha quý vị. Em canh ở đây một mình thì cũng buồn, quăng quay quăng lại. Mai cả nhà qua quán rong biển cà phê nha cả nhà, xong rồi ngắm view biển nha. Anh em dọc hành trình có lang thang qua chân đèo cả thì anh em lang thang vào quán rong biển nha cả nhà. Rồi vào đây để mà mình thứ nhất là mình thưởng thức những cái ly cà phê, những ly nước uống. Thứ hai là mình có một cái view biển, mình ngắm ra biển khá là đẹp. Và quý cô chú anh chị và các bạn, nếu mà mọi người vào quán này thì mọi người cũng biết rồi. Anh chị chủ quán thì khá là thân thiện, và các cô với là các chị các em ở đây phục vụ khá là nhiệt tình cả nhà. Lúc nào cũng luôn nở nụ cười. Giống như là người thân trong gia đình đó. Và một lần nữa Quỳnh Đông xin đại diện cho em Canh cảm ơn đến tấm lòng của anh Tý đã giúp đỡ cho em Canh rất là nhiệt tình những gì, từ miếng ăn đến giấc ngủ những gì. Một lần nữa Quỳnh Đông xin cảm ơn anh Tý, trước mắt là anh Tý, và sau đó gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và giúp đỡ cho Canh trên chuyến hành trình siêu việt những gì. Và chúc em Canh một chuyến hành trình thật là thường lộ bình an, vạn sự như ý, mong mọi điều may mắn sẽ đến tới với em. Cảm ơn anh Đông rất là nhiều. Cũng qua video thì cảm ơn anh Tý và gia đình rất nhiều đã hỗ trợ canh. Nói chung là canh nợ gia đình một ân nghĩa. Và sáng ngày mai canh vẫn ở lại quán rong biển để đón quý vị, quý vị. Nếu ai thích chụp hình chụp ảnh với thần tượng idol thì hãy xuống quán rong biển để chụp ảnh cắt để đăng Facebook với thần tượng siêu việt lụm đinh từ Cà Mau đến Lũng Cú hẹn nhau những gì. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.